đây em giới thiệu cho anh em cái con máy phun vô nổ lá hoặc là lại phân ha, Maru 50cc phiên bản có đề ha. Rồi bây giờ để đầu tiên là em sẽ đề thử cho anh em rồi anh em sẽ đường như sau. Ở đây thì nó sẽ có cái pin nha anh em. Ở trong này nó có cái pin nhưng mà cái máy để lâu rồi nên là phải có thời gian nó sạc cái pin. Thì trước mắt thì em sẽ lấy cái cục sạc bình này 12V để em đề cho anh em coi ha. Đầu tiên em bịt máy trước đi. Khởi động điện ha, bây giờ anh sẽ khởi động điện cho anh em coi. Cầu này rét qua đây. Phải xài bình ắc quy á, bình ắc quy cái cường độ dòng điện đề của nó rất là nhanh, còn cái này cái cục sạc bình nó có 10A nên là đề hơi nhiều khi nó hơi sượng sượng. Số trường hợp anh em mua về để xạ lúa cũng được luôn ha. Cái con này là cái con có đề nha anh em ha, phiên bản này là có đề. Thì hôm qua em có review một cái con là cái phiên bản thường nó cũng chung đời với cái con này nhưng mà nó không có đề, thì cái con này là cái con có đề. Em đang cái máy này là em đã dọn lên để em quay review và cho một cái anh ở Tuyên Quang, về Tuyên Quang để anh thổi lá hoặc là phun vô gì đó. Ở đây nó có cái đề luôn nè, ảnh yêu cầu là phải kiếm cái máy có đề thì bên em có cái máy có đề để luôn. Thì cái máy này đó thì nó sẽ có cục pin ở trong này nè anh em. Cái cục pin này rất là giá trị luôn. Cái cục pin này là của Sanjo, pin Cadimi hay gì đó, Cadimi á. Cái lỗi pin của nó là Cadimi đó. Cái điện áp của nó là 12V 1200mAh. Đặc biệt của thằng Sanjo này á, mấy cái hãng Sanjo sau này á nó sản xuất tại Trung Quốc nha, còn cái thằng Sanjo này nó sản xuất tại Nhật luôn nha. Do đó cái cục pin này cực kỳ giá trị luôn. Cái cục pin này mà vô tay của mấy anh em mà dụng cụ cặp tay hoặc là mà máy khoan pin rồi đấy là mấy ổng khoái mấy cái cục này lắm nè. Và đây là cục riêng zin theo máy nha, chưa có phù chưa có gì hết.
nhưng mà cái heo cái thời gian nó để lâu á. Nè cái con gờ le ôm ron nè, cái thương hiệu này nổi tiếng lắm đấy. Đó, thì cái này nè, nó có cái đầu đực cái này nè anh em, là anh em phải phải sạc riêng ở ngoài ha, sạc riêng ở ngoài. Để em lấy cho em coi cái cục adapter. Rồi, xin lỗi anh em ha. Rồi, thì mình có cái cục sạc zin của nó, thì chắc là cục sạc zin của nó thì không thể có được rồi, nhưng mà mình có thể sử dụng cái nguồn tua âm này đó, để mình sạc đó. Thì mình sẽ đưa vô dây đây mình sạc, thì mình cần phải có thời gian để mình sạc để cho cái cục pin này nó đầy lại ha, rồi mình mới đầy được. Do đó là tạm thời là anh em đang xài cái cục sạc bình để đầy, hoặc là anh em có thể xài cái bình xe máy để đưa vô đây đó. Thì hai cái nó cái xài cái chui này là hai cái đầu này vô cục dương, còn này vô cục âm lại đầy lên thôi. Còn cái dây này là nó không qua cái rele, mình cứ gắn vô đây, còn đây là để sạc cục pin. Đây cục pin nó giấu vô đây, và cục pin này cực kỳ nhẹ, nó chừng khoảng 100g mà, do đó là nó không hề ảnh hưởng tới cái độ nặng của cái máy mình ha. Đấy. Rồi bên cạnh đó là cái phần dây đeo của nó là bằng da nha anh em, đó này là da nè, da sẽ rồi mốt nó cũng còn rất là trắng, cái màu trắng là cái màu rất là dễ dơ, nhưng mà cái con này còn rất là đẹp nè anh em, nhìn cái của nó nè rất là đẹp ha, nó kiểu như bằng inox này. Thì cái con này là 50cc nha, màu đen 50cc đó. Cái bình của nó, nếu mà anh em muốn thổi lá đó thì mình chốt cái con này xuống hết luôn, chốt cái que này xuống hết luôn là nó sẽ đóng lại cái bình này, gió nó xuống đây nó không có lấy hơi từ đây xuống được ha, là nó bít lại là anh em thổi lá. Còn nếu mà mình muốn giải phân hoặc là phun vôi thì mình cứ căn chỉnh cái họng, gọi là cái họng ha. Đấy, rồi em sẽ mở ra cái này cho anh em coi, mở ra cho anh em coi cái họng của nó to như thế nào, to hoặc là nhỏ, tại vì có một số anh em nó về sử dụng cho xả lúa đó, thì có già anh em á, thì ví dụ như khoảng là có người thì nó là xả được, có người thì nó là dễ bị nhẹ đó. Thì đây em rồi, nó dướng cái này rồi, cái này gỡ không được, nó còn dướng cái que này nữa, phải gỡ cái que này nữa. Thôi em gỡ cái bình này cho anh em coi, cái bình kế bên đây cũng vậy ha. Đây không phải còn giống như này, cái này chưa có rửa nha, nó còn vô nè, cái họng của nó bị lớn nè nè ha, đó cái họng nó bị lớn nè. Còn mà mình phun vôi hoặc là rải phân là ok nè đó. Xuống gì nè, thì cái bình này đã rửa nè, nhưng là rất là sạch, còn cái bình bên kia thì chưa có vệ sinh ha. Thì nó đây nó có cái chốt để mình gà háo mình dài mình mở cái này để vệ sinh luôn. Thì đó là em quay cho anh em coi cái họng của nó, gọi là cái họng xuống phân đó ha. Đó, nó sẽ họng vô đây nè, thì nó heo áp suất nó sẽ hút từ trên bình xuống, nếu mà mình mở cái van trên này, nếu mình mở cái van trên đây nó sẽ hút xuống dưới này ha. Ở này thì cái nắp lọc gió, ở đây á là cái gió mình kéo cái này ra là kéo cái là gió nè đó. Còn cái nút mà cái công tắc bên đây đó, cái nút mà công tắc bên đây đó là không phải là công tắc tắt máy nha, mà đó là cái công tắc đề sử tắt nè, nó sẽ là cái công tắc đề mà mình lắng vô này nó sẽ đề. Nếu mà cái lượng pin của mình là sạc vô pin này nó đầy thì cái công tắc này nó sẽ tác dụng ấn vô là nó đề ha. Đấy, rồi thì nói chung á là bên em quay là chỉ làm nổ về cái phần máy và kiểm tra cái phần xà phân thôi, và kiểm tra cái bộ phận đề. Còn cái cục pin thì anh em phải về anh em sạc lại, và cái chất lượng cái tuổi thọ của cái cục pin nó còn khoảng 100% hay 90% hay là 50%,
thì cái này là hoàn toàn là hên xui nha. Nhưng mà đảm bảo với anh em là những cái cục pin này là chưa có phù ha, thường là mấy cục pin phù là sẽ bị hư, còn cái này là nó đang nó rất là ok, nó chưa có phù ha. Đó rồi, thì đây là bên em sẽ review cho anh em về cái máy phun vôi hổi lá hoặc là gãi phăng hoặc là xạ lúa rồi cũng được ha. Thì đây là con Maru, bên đó là bên em còn một số con có đề nữa nhưng mà chưa có vậy xem nha. Con này thì không có đề nhưng mà nó tới 60cc. Con này thì có đề nè, con này ít bữa để em vệ sinh lên, con này phải nói là đẹp xuất sắc luôn nè. Con này màu trắng trắng xanh, con này mà rửa lên là hết sức đẹp luôn nè. Anh em nhìn cái phần đó nè, đây là cái máy mới về đó nè, mới mua trên trên công về đó, nó trở về đó. Đó anh em thấy đẹp chưa, rồi rửa lên rồi nó đẹp cỡ nào nữa, cái gì trời, có một bọc đạn luôn. Không, đạn không phải bọc đạn, nó là cái dây. Cái dây chả biết nữa, không biết nó làm gì luôn. Con này thì 42cc nhưng mà con này xuất sắc lắm anh em. Nè, cái ốc mát đó nè. Đó, anh em thấy chưa, ốc mát đó nè, đẹp ghê không. Đó, máy giờ mới vừa về em mua là mua máy đẹp vậy đó, chứ không phải mà chơi đâu. Máy chưa có gì. Chưa có vệ sinh, nó còn rất là dơ, nhưng mà anh em nhìn con ốc không, nó đáng đồng tiền bát gạo không, rất là đẹp đó. Máy mình mua là mua hàng tuyển không mà, nhìn con ốc nè, con này rất là đẹp, con này đẹp lắm đó. Thì con đó thì chưa có chủ nha, con đó anh em nào đặt thì anh em dọn lên cho anh em, còn con này thì đã dọn rồi đó. Con này thì tới 60cc đó. Còn con này thì đang làm nổ, quay clip cho một cái anh ở Tuyên Quang để anh coi đó. Thì chắc là phải giao về Tuyên Quang ha. Cái lượng gió của nó rất là lớn luôn, rất là dữ. Cái bình của nó thì cũng khủng khiếp lắm, cái bình này chứa phải từ giá 2 lít xăng á. Em châm nãy giờ đâu rồi, em châm cái bình này nè, đầy bình này nè. Hồi nãy là đầy bình này nè, mà châm vô là mới có nửa bình này thôi đó. Cho đó là nó xài, nó mà nó xài cái thằng da bơm thì nó không xăng, cái bình xăng trơn rất là nhiều nha. Còn nếu mà một số máy Trung Quốc bây giờ nó tiết kiệm, nó làm cái bình xăng trên, nó xài bình xăng con á, thì nó uống xăng như uống bia vậy đó, nó rất là hao xăng ha. Rồi em chỉ có xưa review sơ vậy thôi, anh em nào có nhu cầu đặt mua thì liên hệ với em ha. Thì anh em còn khoảng 5-6 con ha, còn khoảng 5-6 con thì nếu anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Rồi chờ anh em.